Xác định chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng nhằm xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số để phục vụ tốt hơn các nhu cầu của doanh nghiệp, người dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Huyện Văn Yên đang quyết liệt triển khai các bước trên hành trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số từ cấp xã là cách làm tiếp cận cụ thể của huyện Văn Yên khi triển khai ứng dụng hệ thống truyền thanh thông minh 4.0 để giảm thời gian truyền tải thông tin và ứng dụng tự chuyển văn bản thành giọng nói. Không sử dụng dây và cột anten, thu âm, phát thanh mọi lúc mọi nơi tới từng cụm loa, trao quyền cho phép cấp thôn có thể tự phát bản tin riêng, phát thanh ghi âm trực tiếp, sử dụng file âm thanh có sẵn, tiếp sóng, hủy tin đang phát tin khẩn cấp tại cùng một thời điểm. Hệ thống này đã khắc phục được những nhược điểm hệ thống truyền thanh cũ AM sang FM so với trước đây. Cái đài truyền thanh thông minh này nó tiếp sóng mọi lúc mọi nơi. Và cái hay của nó là nó dùng bằng điện thoại thông minh, hoặc là laptop, hoặc là máy tính bảng. Và có một cái đặc biệt cực kỳ lưu tâm, đó là cái hệ thống mà chuyển văn bản thành giọng nói. Thì cái này nó sẽ giúp cho cái người phát thanh viên hiện nay là không cần phải sử dụng đến giọng nói của mình nữa, mà thay thế toàn bộ bằng chuyển văn bản sang giọng nói. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông với nhiều tính năng vượt trội, đài truyền thanh thông minh tại xã Xuân Ái đang dần khẳng định vị trí trong nỗ lực chuyển đổi số, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác truyền thanh cơ sở. Với hệ thống truyền thanh sử dụng công nghệ tiên tiến, đài truyền thanh xã được tích hợp với hệ thống cũ để hoạt động song song, giúp lưu trữ và quản lý tốt các nội dung đã phát, điều khiển hoàn toàn trên máy tính, thiết bị di động, giúp phổ biến tuyên truyền thông tin đến khán thính giả một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Đồng thời giúp các cấp có thẩm quyền dễ dàng kiểm soát thông tin, quản lý chương trình, lịch phát sóng với độ bảo mật cao. Sau một thời gian khai thác sử dụng, đài truyền thanh thông minh đã giúp nâng cao chất lượng công tác truyền thanh của địa phương, khối lượng công việc đối với cán bộ văn hóa thông tin được giảm tải rõ rệt, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền nhanh, kịp thời, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Điều kiện thực tế ở trên địa bàn xã Xuân Ái thì trước tiên cũng nhận thấy là việc vận hành thì trong này cái hệ thống thông minh thì nó có nhiều những cái thuận lợi đối với xã trong công tác tuyên truyền để bà con nhân dân nắm được cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong cái dịp này để chúng tôi tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã. Nhằm giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, giảm chi phí thời gian công sức của nguồn lực xã hội, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Văn Yên chủ động thích ứng linh hoạt, chuyển áp dụng công nghệ số trong chẩn đoán hình ảnh, điều trị từ xa, đối thoại trực tuyến với các F0, F1. Cùng với đó, huyện Văn Yên đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái, Viettel Yên Bái, tuyên truyền vận động hướng dẫn các chủ thể sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản chủ lực của huyện, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu và trao đổi mua bán trực tuyến. Phối hợp với Viettel Yên Bái tiếp tục hoàn thành việc xây dựng các chức năng của trang chợ thương mại điện tử Văn Yên. Chỉ đạo bộ phận phục vụ hành chính công huyện tiến hành rà soát, lựa chọn một số thủ tục hành chính phù hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đang cung ứng trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái để đề xuất giao cho bưu điện thí điểm trực tiếp hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện thí điểm sử dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái phục vụ sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao công tác xây dựng Đảng cho địa phương. Thì chúng tôi đã bắt tay vào triển khai ngay một số hạng mục như là lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh tại xã Xuân Ái, rồi lắp đặt hệ thống chẩn đoán và khám bệnh từ xa tại xã Đông Cuông kết nối với trung tâm y tế huyện, thí điểm triển khai ứng dụng sổ điện tử đảng viên. Và hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục là triển khai nhiều ứng dụng khác trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đưa công tác chuyển đổi số phục vụ đắc lực cho hai nhiệm vụ chính, đó là khôi phục và phát triển kinh tế, và thứ hai là hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục triển khai việc đào tạo nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ công chức, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện đứng đầu của tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số.